Top 2 xe sản xuất ra để dành riêng cho chị em phụ nữ Việt Nam. Cùng xem nhé. Top 1 ở Tháp Mò. Cho dù bạn có xấu, cho dù dáng bạn không đẹp, lên ở Tháp Mò là đẹp hẳn. 69 dít cho tới 75 dít tùy theo bạn. Top 2 Vision, dành cho chị em có dáng dốc từ 1m25 trở xuống, rất là thích hợp cho chị em. Tới con bé nó còn thích. Tiêu chuẩn 35, cao cấp 38, đặc biệt 39, cá tính 40. Chị em gặp khó bị gì đã có Mr. Tin lo. Nhấn vào đây có số điện thoại Mr. Tin, địa chỉ kinh doanh Mr. Tin, liên hệ Mr. Tin nhé. Vàng trong làng bốc số. Anh em cùng xem chiếc xe này mua chỗ Mr. Tin về bốc được cái biển số này, định giá dùm Mr. Tin nha. Bằng tay vàng trong làng bốc số. Xe mua ở Mr. Tin. Mua xe ở Sài Gòn có thể mua xe chỗ anh được hay không? Được. Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, từ Tiền Giang đổ về với Cà Mau đều được hết. Nhưng với điều kiện các bạn tự làm biển số. Tự làm biển số có dễ hay không? Mua chỗ anh như vậy có dễ hay không? Cùng xem khách hàng thực tế mua chỗ Mr. Tin nhé. Chú ơi, có thể cho con quay lại một cái nữa được không? Tại vì có nhiều các bạn hỏi là từ Sài Gòn xuống mua chỗ Mr. Tin có khó không? Thì chú cho con xin cái ý kiến. Chú ở Sài Gòn đúng không chú? Đúng rồi bà, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì từ Sài Gòn xuống mua chỗ con thì cái giá con báo trên mạng thì con chú có mua đúng cái giá đó không? Thì đúng giá hả? Đúng giá. Rồi thủ tục thì giấy tờ thì chắc con làm cho chú đầy đủ, có phiếu xuất xưởng, hóa đơn đỏ là đầy đủ cho chú đúng không chú? Đúng. Dạ. Thì chú thấy là nếu mà tự làm biển số thì liệu có làm được không? Được. Dạ được đúng không chú? Dạ nói chung mọi thứ là đều dễ hết đúng không? Được. Dạ rồi, cảm ơn chú nhiều ha. Dạ. Rồi ok. Bên mình sẽ tiến hành cà miễn phí cho khách hàng về số khung số máy nha. Chậm dữ em. Rồi ok, anh em cần liên hệ nhấn vào đây nè, có số điện thoại Mr. Tin, địa chỉ kinh doanh Mr. Tin ở đây nha. Ok, cảm ơn anh em đã ủng hộ Mr. Tin. Nhi, đố con hai bàn tay có mấy ngón? 10 ngón đúng không? Dạ, cho chú Tin mượn một bàn tay. Và nếu chú Tin chứng minh là hai bàn tay dưới 10 ngón con tính gì? Rồi ok ha. Giờ đếm nha. Một. Đi ra Sukana. Đây là một bàn tay đúng không? Một, hai, ba, bốn, năm. Rồi cũng là bàn tay này là bàn tay thứ hai. Sáu, bảy, tám, chín. Rõ ràng chín ngón đúng không? Đúng không? Rõ ràng chín ngón mới đến với chép. Rõ ràng chín ngón đúng không? Rõ ràng ha. Ok, thì chỉ có thể tư vấn các bạn như thế này. Mua xe là nguyên tắc là các bạn bỏ ra một cục tiền thì các bạn phải đến tận nơi kiểm tra xe, coi xe có trầy xước gì hay không, nổ máy khởi động xe lên ok hay không, rồi kiểm tra giấy tờ có hợp lệ hay không rồi hãy mua. Nói các bạn đi tới tận nơi mua xe còn bị lầm, huống chi các bạn mua ở trên mạng. Nói thí dụ các bạn mua ở trên mạng đi, người ta ship về cho bạn rồi bạn mới thấy được chiếc xe, lỡ có vết trầy nhẹ là sao, hoặc là máy nổ lên không êm ái không như ý mình muốn là sao, nhưng mà người ta vẫn nói cái máy đó là ok, còn theo cái ý mình là không êm ái, mình có đổi được đâu, chưa chắc gì mình đã đổi được. Mà nếu có đổi thì thủ tục rất là lằng nhằng, tại vì mình đã thanh toán một phần nào đó tiền rồi ha. Tóm lại một điều, mua xe thì làm ơn ra cửa hàng mà mua, lựa chọn kỹ, ok thấy đồng ý thì mua, còn không thì thôi, chứ đừng có mà nghe lời ai hết. Xã hội này không có tin ai được đâu nha, nên nói thật lòng á. Thôi tình gian dở từ đây, nhớ em mà duyên khó thân, sao đành
làm tình bế dâu, có đâu mộng ước ban đầu. Chỉ là lúc xưa thôi, còn bây giờ em nó đã chỉ có 38, rước nó về được rồi, hết gian dở rồi, hạnh phúc quá. Rồi ok, có rất là nhiều bạn hỏi. Thứ nhất là địa chỉ kinh doanh Mr. Tên ở đâu? Thì các bạn nhấn vào đây nè, là có địa chỉ kinh doanh Mr. Tên. Cái thứ hai là Mr. Tên có ship xe hay không? Thì nói rõ luôn. Đối với Mr. Tên, quan điểm kinh doanh của Mr. Tên, các bạn mua xe là các bạn phải đến chỗ Mr. Tên để coi xe. Và xem, kiểm tra xem coi xe có bị trầy xước gì hay không, nổ máy lên có êm ái hay không, giấy tờ thủ tục đầy đủ hay không. Nếu bạn coi xe xong bạn đồng ý thì Mr. Tin sẽ giới thiệu cho bạn nhà vận chuyển. Bạn sẽ tự thỏa thuận giá với nhà vận chuyển, Mr. Tin không can thiệp vào. Đằng sau này khỏi Mr. Tin nói Mr. Tin ăn cò ăn kiết trong đó. Ok nha. Nào, nói rõ cái đó. Tại vì nguyên tắc mua xe không thấy xe là Mr. Tin không bán nha. Và các bạn bỏ ra một cái số tiền để mình mua xe thì bắt buộc bạn phải thấy xe, bạn hãy mua. Chứ đừng có tin tưởng ai hết đó. Xã hội này không tin tưởng ai được cả, ngay cả Mr. Tin. Ok nha, cảm ơn bạn nhiều. Chứ giờ em muốn sao em? Giờ xe anh hết mà còn một chiếc, trưng bày giống vậy. Thì anh nói là xe đã ráp phụ kiện thì anh nói ráp phụ kiện, chứ giờ không lẽ giờ anh không có xe thì anh nói là không có xe, chứ giờ em muốn sao? Anh nói thiệt với em á, là anh là người còn đàng hoàng, kinh doanh đàng hoàng, anh còn nói vậy. Chứ gặp chỗ khác, kinh doanh khác, người ta không có nói là xe đã ráp phụ kiện đâu. Tại vì thứ nhất mình ở xa, chẳng hạn như em ở Đồng Tháp, Tây Ninh gì đây, em từ xa mấy trăm km em tới chỗ anh, mà anh nói thí dụ như chiếc xe 34,5, anh không có nói rõ mập mờ là ráp phụ kiện hay chưa ráp phụ kiện gì, anh nói là 34,5 xe trơn. Cái em đi xa tới, còn một duy nhất một chiếc xe đã ráp phụ kiện 36,5 đi, và không lẽ em không lấy? Cả trăm km tới thì bắt buộc em phải lấy. Cái đó là chẳng khác nào mà lừa dối mà ép người ta. Còn anh kinh doanh rõ ràng đàng hoàng lắm, có sao nó vậy, được thì làm không được thôi. Em hiểu ý ha. Ok nhá. Vẫn là em nó, tháng 7 42 dít, tháng 8 34,5 dít, mất hết 7,5 dít. Mr. Tin đã nói rồi, tháng 8 rồi hãy mua. Mua sớm chi, mất 7 dít. Mr. Tin nói là phải nghe.